Sau 15 năm hoạt động trong showbiz, nhan sắc Minh Hằng vạn người mê khiến bao người phải tiếc nuối. Minh Hằng ngày càng hoàn thiện vẻ đẹp trưởng thành, nhưng lại dần đánh mất sự hồn nhiên vốn có. Người hâm mộ tỏ ra thích thú với hình ảnh đáng yêu trước kia của nữ ca sĩ hơn. Minh Hằng sinh năm 1987, tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng. Cô hiện là một trong những nữ ca sĩ kiêm diễn viên đình đám làng giải trí Việt Nam. Năm 2003, Minh Hằng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật khi cùng ba cô gái khác lập nhóm nhạc lấy tên là Pha Lê. Tuy nhiên, thời điểm ấy Minh Hằng chưa gây được tiếng vang. Phải đến năm 2008 khi ra mắt album đầu tay mang tên Một Vòng Trái Đất, người đẹp mới được đón nhận. Một Vòng Trái Đất cũng chính là bản hit đầu tay của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, Minh Hằng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái nhiều thành công. Cô dần khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy showbiz vốn đầy rẫy thị phi và tai tiếng. Một trong những bộ phim thành công của người đẹp chính là Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Việt năm 2009. Bộ phim ghi dấu ấn hình ảnh bé heo với mái tóc ngắn, gương mặt tròn, lối diễn xuất hồn nhiên. Thời bây giờ, nhan sắc của Minh Hằng chưa có sự nổi trội, bù lại cô gây ấn tượng với gương mặt tròn bầu bĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, gương mặt của giọng ca Người Vô Hình ngày càng thay đổi bất thường. Thay vì những nét đáng yêu thô sơ ban đầu, Minh Hằng sở hữu khuôn mặt ngày càng vừa lai thon gọn, sống mũi cao, thẳng cực kỳ quyến rũ. Bước ngoặt thay đổi phong cách sexy của Minh Hằng là vào năm 2011. Trong một lần biểu diễn ở Quảng Bình, bé heo khiến dư luận dậy sóng với bộ đồ ren gợi cảm thái quá. Không chỉnh sửa hết các đường nét trên gương mặt, ca sĩ còn dính nghi án nâng cấp vòng 1 xuất hiện tại một sự kiện năm 2013. Nhiều người nhận ra cặp tuyết lê của bé heo phỏng phao hơn hẳn so với thời mới vào nghề. Dù nhiều lần để lộ sẹo trùng tu vòng 1, nhưng nữ ca sĩ chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận chuyện giao kéo. Phong cách thời trang của người đẹp cũng từ đó mà thay đổi, không còn là Minh Hằng hai lúa với làn da nâu bánh mật. Nữ ca sĩ chăm diện đồ gợi cảm, khai thác triệt để vóc dáng hình thể. Trong phong cách street style thường ngày, bé heo rất nhanh leo lên vị trí fashion icon mới của làng thời trang, gắn liền với hình ảnh quý cô xanh điệu và đam mê hàng hiệu. Góc nghiêng trong đoạn livestream, Minh Hằng lộ rõ cằm dài ngoằn như muốn rụng rời. Ở một sự kiện trước đó, Minh Hằng xuất hiện với gương mặt cứng đơ. Mới đây, trong đoạn livestream với người hâm mộ, giọng ca Một Vòng Trái Đất tiếp tục lộ gương mặt biến dạng cùng chiếc cằm dài ngoằn và nhọn hoắt. Đồng thời, biểu cảm đơ toàn tập của Minh Hằng cũng khiến khán giả dấy lên nghi ngờ cô sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để củng cố vẻ ngoài tươi trẻ. Minh Hằng ngày càng hoàn thiện vẻ đẹp trưởng thành của mình, nhưng là đang đánh mất dần sự hồn nhiên vốn có. Chia sẻ cảm giác trên báo, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối về một nhan sắc họ từng yêu thích, với hình ảnh bé heo vô cùng đáng yêu của trước kia. Minh Hằng chạy theo định hướng phong cách trưởng thành và cái đẹp chuẩn xu hướng. Minh Hằng đam mê túi xách hàng hiệu, nữ ca sĩ chịu khó thay đổi phong cách trẻ trung và được lòng các tín đồ thời trang. Đến lúc nhớ nhà Phương, Trường Giang lại ngồi lủi thủi một góc xem ảnh bạn gái. Trường Giang bị bắt gặp ngồi lủi thủi một góc ngắm hình nhà Phương trong lúc nghỉ giải lao. Đây chính là lúc anh nhớ bạn gái phải không? Sau những lùm xùm liên quan đến nam em, cả nhà Phương và Trường Giang đều tập trung vào công việc thay vì quan tâm đến dư luận. Nhà Phương vẫn xuất hiện trước truyền thông nhưng không hề nhắc đến chuyện của Trường Giang. Còn với nam danh hài, có tin đồn anh đã bị bạn gái chia tay nhưng vẫn còn vương vấn, chưa muốn cắt đứt mối quan hệ. Mới đây, trên mạng xã hội, một clip được người hâm mộ truyền tay nhau cho thấy Trường Giang vẫn rất yêu nhà Phương. Nghĩ quay là tranh thủ ngồi một góc đọc báo, nhưng vẫn không quên mở xem hình và bạn gái xuất hiện tại Hà Nội trong một sự kiện mới đây. Phát hiện Trường Giang đang mở bài báo có hình nhà Phương nói về việc cô làm giám khảo một chương trình mới đây tại Hà Nội. Dáng ngồi lủi thủi không đèn khá mệt mỏi. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, nhà Phương gây chú ý khi xuất hiện tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn với vai trò thành viên của ban giám khảo. Cô tiếp tục gây ấn tượng với hình ảnh rạng rỡ đầy xinh đẹp sau hàng loạt ồn ào. Trong suốt chương trình, nhà Phương tương tác và trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp. Chính bộ váy trắng này giống như hình ảnh mà nam danh hài đang xem ảnh nhà Phương. Còn về Trường Giang, chiều ngày 9 tháng 4 đã xuất hiện tại trường quay ghi hình show mới. Khác với tin đồn xuống tóc sau khi chia tay nhà Phương, Trường Giang vẫn xuất hiện tươi tỉnh với kiểu tóc mới, nhưng không phải cạo trọc đầu như bình luận trước đó. Nghi án lừa 15.000 tỷ đồng, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cũng bị lợi dụng. Trong vụ hệ thống tiền số đa cấp,
Modetet, iFan và Bitcoin bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, thì vợ chồng Trấn Thành, Harry Won, cặp đôi Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cũng bị lợi dụng hình ảnh. Mấy ngày qua, dư luận sục sôi về hệ thống tiền số đa cấp Modetet, iFan và Bitcoin có trụ sở tại đường Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bị nhiều người tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư trên cả nước. Liên quan đến vụ việc, một số nghệ sĩ nổi tiếng bị cho là có liên quan là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Lam Trường, vợ chồng Trấn Thành, Harry Won, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý. Trên mạng xã hội, một số tài khoản đăng tải hình ảnh các nghệ sĩ nêu trên và hô hào mua iPhone, coin còn các loại tiền ảo trong dự án tiền điện tử đầu tiên của showbiz, khiến nhiều người hâm mộ tưởng thật và sụp bẫy. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, người đại diện của Kim Lý cho biết, hình ảnh phát tán trên mạng này là Kim Lý cùng Hồ Ngọc Hà đi sinh nhật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vào tối 2 tháng 10 2017, Kim Lý hoàn toàn không dự sự kiện hay hợp tác liên quan gì đến vụ việc bị dính nghi án lừa đảo trên. Đại diện truyền thông của vợ chồng nghệ sĩ Harry Won Trấn Thành cũng lên tiếng xác nhận, hình ảnh này là cặp đôi dự sinh nhật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng năm 2017. Nhìn vào hình ảnh, mọi người có thể hiểu được vụ việc là Harry Won Trấn Thành bị lợi dụng hình ảnh trên mạng thôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không lên tiếng nói về việc này, người đại diện truyền thông của Harry Won Trấn Thành cho biết. Trước đó, đại diện truyền thông của ca sĩ Lệ Quyên cũng công khai khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ một hợp đồng thỏa thuận nào với công ty này, nhưng bị sử dụng hình ảnh bất hợp pháp. Trong trường hợp nếu như phía công ty sử dụng hình ảnh của Lệ Quyên đi lừa đảo, phía chúng tôi sẽ liên hệ với luật sư khi cần, phải nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ hình ảnh của mình, phía ca sĩ Lệ Quyên cho biết. Trước Lệ Quyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng cảnh báo trên trang cá nhân từ năm 2017, khẳng định anh đang bị lợi dụng hình ảnh. Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ trên fanpage như sau: hiện nay đang có một số kẻ xấu ganh tị với Đàm Vĩnh Hưng, hoặc cũng có thể là đối thủ của tập đoàn iFan nào đó đã dựng chuyện và cố tình gắn ghép cho Hưng với vai trò đại diện hay quảng cáo PR cho đa cấp hay huy động vốn gì đó. Việc này có thể làm mất uy tín của Đàm Vĩnh Hưng đối với đồng nghiệp và các đối tác khác. Tôi không lên án hay bài xích những việc đầu tư của bất kỳ ai. Tôi cũng biết đó cũng là một xu thế mới. Chơi hay không là quyền của mọi người, nhưng tôi khẳng định tôi không phải là người đại diện hình ảnh cho bất kỳ dự án nào hay cuộc chơi về tiền ảo nào. Sau vụ ồn ào vừa xảy ra, người đại diện truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng khẳng định nam ca sĩ không ký bất cứ hợp đồng đại diện nào cho iFan và anh chỉ hợp tác làm ứng dụng vì lý do nghệ thuật ra mắt vào tháng 10-2017. Đây là ứng dụng cho công ty của ông Diệp Khắc Cường, một doanh nhân sở hữu nhiều công ty và thường xuyên có mặt tại các sự kiện lớn của iFan với vai trò diễn giả. Ông Cường cũng là một trong những người bị tố cầm đầu đường dây trong nghi án lừa đảo 15.000 tỷ đồng vừa xảy ra tại công ty Modetet. Cao Thái Sơn mạnh tay sắm nhà triệu đô ngay cạnh nhà Hồ Ngọc Hà. Sau khi tậu căn hộ ở quận 4, quận 7, Cao Thái Sơn lại tiếp tục mua thêm căn nhà ven sông ở Nhà Bè có giá triệu đô. Lúc mới đi hát, Cao Thái Sơn sống trong một ngôi nhà ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ này tuy không quá lớn nhưng được thiết kế rất xinh xắn, tiện nghi. Sau đó, nam ca sĩ dọn về ở trong một căn hộ nằm ở tầng 21 của tòa chung cư 33 tầng cao cấp, sau đó là một căn nhà vườn khác cũng ở quận 7. Trưa ngày 10 tháng 4, trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn đã úp mở về việc sắp dọn về một căn biệt thự triệu đô mới. Mà theo nam ca sĩ chia sẻ, trong ngôi nhà mới này, đây cũng là món quà anh dành tặng cho bố mẹ về tuổi già. Anh chia sẻ, 90% loading, giờ em đang mơ để có du thuyền, có ai dư cho em mượn với, món quà tặng mẹ nghỉ dưỡng tuổi già. Nam ca sĩ còn hashtag với dòng chữ, cần một người về ở cùng. Theo một nguồn tin thân cận cho biết, căn hộ khu vực này có giá từ 1 đến 2 triệu đô, vậy nên Cao Thái Sơn sẽ bỏ ra từ 23 tỷ đồng trở lên để sở hữu căn hộ này. Được biết, với mô phỏng hình 3D khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, căn nhà khá rộng, hướng trước mặt sông nên rất thoáng mát. Sau khi Cao Thái Sơn khoe nhà, ca sĩ Thanh Thảo còn bình luận bên dưới trêu chọc, ôi đại gia làng nhạc là đây. Thời gian qua, Cao Thái Sơn sống trong ngôi nhà rộng khoảng 300m², có vườn và nhiều cây xanh. Bên trong ngôi nhà được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ và bếp, theo tông màu vàng và nâu ấm cúng. Ngạc nhiên chưa, Hoa hậu Hương Giang chính thức xác nhận lần đầu tiên mang bầu. Mới thi Hoa hậu xong mà nay đã có bầu, Hương Giang khiến ai cũng phải choáng. Sau cặp đôi Trấn Thành, Harry Won,
Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang chính thức xác nhận tham gia chương trình Manbrook khi đàn ông mang bầu, tuy phải đi về giữa Việt Nam và Thái Lan để hoàn thành nhiệm vụ của đương kim hoa hậu. Hương Giang vẫn quyết thử sức mình với show thực tế mới toanh để một lần được trải qua cảm giác mang thai và làm mẹ. Sinh nở là thách thức lớn nhất mà tạo hóa đặt ra đối với cộng đồng LGBT. Không chỉ riêng Hương Giang mà tất cả những người chuyển giới đều đau đớn và gần như vô vọng trong chuyện con cái. Thế nên, khi đàn ông mang bầu, dự án đầu tiên hậu Miss International Queen 2018 lại vừa là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô nàng tắc kè hoa của showbiz Việt. Sinh con vẫn là chuyện khiến Hương Giang đau đầu. Hậu đăng quang, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế có hướng đi mới khá đặc biệt. Với khi người đàn ông mang bầu, sau cuộc đua kỳ thú, sau nhập ngũ Remix New Coronation, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang sẽ mang bầu và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong việc sinh nở. Bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện đặc biệt của Hương Giang cũng hứa hẹn mang đến cho khán giả truyền hình cái nhìn chân thật về khát khao cháy bỏng mang tên là có con. Giống như trứng thành Harry Won, hoa hậu Hương Giang cũng sẽ có người đồng hành cùng mang bầu và cùng vượt qua những thử thách thú vị khi người đàn ông mang bầu. Tuy vậy, danh tính mỹ nam sánh đôi cùng Hương Giang tại chương trình vẫn còn là một ẩn số.